đó các bạn, nó rẻ hơn là mình đi mua ngoài. Đây là cái thẻ để Tiên đi vô trong ha. Tiên mua cái thẻ này là thẻ cho hai người, thì một năm là Tiên đóng 110 đô. Còn nếu mà mua cái thẻ cho một người thôi thì một năm đóng 60 đô. Đô các bạn, triệu hay Messi, triệu mấy một chai? Ơi, cái tivi khổng lồ 2.500 đô, ô, 50 mấy triệu đồng á, đẹp quá ha. Rồi các bạn thấy màu sắc này ghê không? Tiên sẽ lấy một cái cá salmon này về để sốt cà chua. Tiên lấy cái vỉ 22 đồng này nè các bạn. Này họ cho mình thử miễn phí nè, phô mai á, ok. quá trời các loại phô mai. Tiên ghiền ăn phô mai lắm. Tiên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để làm món cá salmon sốt chua ngọt ha các bạn. Tiên có cá salmon, Tiên có cà chua, một ít gừng, một ít tỏi, hai trái ớt, rồi nước sốt chua ngọt thì Tiên cho nửa chén nước sốt chua ngọt với lại nửa chén nước, Tiên trộn đều lên. Tiên xài cái sốt chua ngọt này nè các bạn nè. Chỉ cần chiên sơ thôi các bạn, chiên sơ cho nó săn cái mặt cá lại thôi. Để tiên cắt cá ra các bạn ha. Để là một tí xíu dầu ăn cho các bạn, phi tỏi. Cho cà chua vô xào các bạn, xào cho nó mềm. Mình đổ nước sốt vô ha. Xài nước tương loại này ha.
cho một muỗng sức nha. Một tí xíu muối. Bây giờ mình bỏ cá vô. Tiên thích ăn nhiều nước sốt lắm để Tiên chan vào cơm đó. Rồi làm cho nó hơi cay cay một xíu. Tiên cho khoảng 1/3 củ hành hành trắng các bạn. Khoảng 1/3 mà cái củ lớn. Cho hành lá vô là xong rồi đó các bạn. Nếu các bạn thích ăn cay thì quá cả các bạn cho ớt nhiều hơn. Cho hành lá vô như vậy là xong rồi đó các bạn. Tiên tắt bếp. Vậy là Tiên đã xong bữa ăn tối cho mình rồi đó các bạn. Tiên rất là thích món cá salmon sốt chua ngọt này. Thỉnh thoảng Tiên hay làm để ăn. Còn cái món trứng trộn ô liu này thì người nhà của Tiên rất là thích để ăn với bánh mì sandwich. Tiên đã hoàn tất cái món trứng trộn trái ô liu này rất là nhanh các bạn. Đơn giản thôi, trộn trứng luộc. Trái ô liu thì Tiên mua ở ngoài chợ đó. Rồi về trộn với cái sốt mayonnaise này thôi. Nếu các bạn biết ăn trái ô liu, cái món trứng trộn này ăn sẽ thấy rất là ngon. Ăn với lại bánh mì sandwich. Mời các bạn ăn tối với Tiên nha. Tiên thích chan cái nước sốt cá này với cơm lắm các bạn. Coi. Ăn cái miếng gừng này nè. Để Tiên cắt không bị dính. Cá này các bạn rất là ngon luôn. Tiên cảm ơn các bạn đã ăn tối cùng với Tiên ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tiên. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Bye.